chính là ở Đất Thọ. Chị trước đi chị. Chị lớn hơn em đó chị. Dạ. Trời ơi, chị tưởng quá à. Giọng rất quá là ngọt ngào. Trời ơi, ông cứu. Ủa, tại sao đuổi người ta đi như vậy? Của em rồi, bây giờ đúng là rồi. Của em rồi. Từ từ, cái mấy cái người này. Được chưa? Ơi. Yêu là phải bất chấp mọi người. Có cái tình yêu nào mà không bất chấp và không điên rồ? Xin được chào mừng toàn thể quý vị trở lại với chương trình Giọng Ca Bí Ẩn. Thưa quý vị, anh chàng số 1 đã quá xuất sắc rồi. Cũng là một áp lực cho những thí sinh còn lại. Nhưng chưa chắc là anh ta sẽ là người hát hay nhất và được yêu thương nhất, bởi vì những trang trại còn lại đều rất là dễ thương. Và bây giờ để minh chứng điều đó, mời quý vị gặp gỡ Giọng Ca Bí Ẩn số 2. Wow. Em đây, hết đất cho anh coi khoảng 20 cái liên tiếp được không? Thử thôi. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4. 18, 19, 20. Xuất sắc. Anh chàng này là ngon thiệt luôn á. Khác hẳn. Bà ngồi kế chồng, bà bớt nói người ta ngon lại. Nghe đây ngon nhất, đây nhìn đây, đây ngon nhất. Nếu như vậy thì anh cho mọi người biết là anh ngon cỡ nào được không nè. Đấy, anh cũng thử 20 cái đi nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 18, 19. Thêm 10 cái nữa. 2, 3, 4. 9. Thêm 10 cái nữa. Đỡ anh vô. Đỡ anh vô. Chuyện nước đỡ anh vô. Oxy các kiểu. Anh còn sống không? Anh còn sống không? Trời đất ơi. Bổ tay cho chồng em cái gì? Dạ. Lần sau bớt khôn nhà dạy chợ lại nghe. Xin mời Giọng Ca Bí Ẩn số 2 đưa ra tài lệ của mình. Xin mời. Ồ, cái gì đây? Cái gì vậy? Ủa, lấy dây cũng thấy kỳ kỳ rồi đó. Cái này sai. Rất sai. Chương trình mời người sai rồi. Này là sao ta? Chắc lấy cái búa mà gõ ông ba cái. Không, bây giờ cái này nè. Trời ơi, Harry không có chấp nhận tài lệ như vậy nha. Tài lệ này ai cũng làm được hết trơn. Tài lệ là phải biểu diễn dây gì ghê gớm. Chị có nhảy cà tưng, trời ơi. Thí dụ đi, tôi thí dụ đi nè. Em bữa nè. Ta cầm ra ha, mới đầu vô. Rút ra thì ý ra thôi, rút ra thôi. Chơi cô nhị khúc đi cũng đỡ ha. Đúng. Nhảy dây không nổi. Thiệt là chán mấy bạn trẻ quá. Tôi đề nghị bạn phải làm một cái tài lẻ nào đó để mà thu hút được. Ngoài cái thu hút ra còn phải thuyết phục được 5 người ở đây. Chứ bây giờ cái vụ nhảy dây này. Nhảy cái vụ dây này là được đó. Còn không? Còn à? Còn phải không? Trời ơi. Vẫn là cái nhạc hồi nãy. Trời đất ơi. Cái gì vậy? B-Rain, anh sẽ nói B-Rain đó. À, B-Rain hả? Bad boy. Em chọn anh này. Từ từ, Thiếm ơi. Dạ, cái này được nha. Ê, anh, em thấy ngoại hình cũng có gì đó, nhìn giống B-Rain. Ồ, đúng rồi, nãy giờ em đang định nói đó chị. Phải giống B-Rain. Oppa. Oppa. Mời các bạn, ai có câu hỏi giơ bạn.
Thôi kệ đi, kính lão đắc thọ, mời chị Tường. Chị chỉ hỏi em một câu thôi, em có thích bạo lực không? Em có thích bạo lực không? Trời đất ơi, hồi nãy thích cảm giác mạnh, bây giờ qua tới bạo lực rồi. Dạ, bạo lực thì thật sự thì ai cũng không có muốn điều đó. Không ạ. Ê, cái bạo lực ở đây là nó hơi khác mà. Khoan, phải không? Anh không quan tâm đến câu trả lời, anh đang quan tâm đến giọng nói của anh ta. Rất trầm ấm nha. Tại vì mọi người thấy người ta nhảy dây, mọi người tưởng người ta bánh bèo. Không có đâu. Không phải đâu, nhảy dây ghê lắm à. Mà thấy thả cái giọng này không? Giọng anh Tô Bát nó đặc sệt ở dưới luôn. Rồi, mời Sam. Anh có thích coi phim Hàn Quốc không? Không. Ôi gì vậy trời, thì sao anh tát nước lạnh vô mặt em vậy? Giống như là hất vô mặt em đó. Là không có thích em đó. Không phải, người ta không thích coi phim Hàn Quốc đâu đồng nghĩa là người ta không thích nghệ sĩ Hàn Quốc em. Hỏi lại coi nè. Ừ, anh có thích B-Ren không nè? Thần tượng một thời của mình à. Đó. Trời ơi, em đã bắt đầu tìm được điểm chung rồi. Đó. Mời Tường Vi. Bạn đã từng làm cái điều gì cho cô gái mình hạnh phúc nhất? Chẳng hạn như là những cái ngày kỷ niệm thì mình tặng cho phụ nữ những đó bông, hoặc là những cái gì mà mình làm. Cũng không nhất thiết là phải vào những ngày lễ đâu. Có thể là mình cảm thấy mình thích. Có thể là ngày hôm nay mình cũng có thể mình làm một cái điều gì cho họ vui, chứ không nhất thiết là phải vào những cái ngày lễ tình nhân hay là những cái dịp lễ đó. Nó không có trong cái khuôn khổ. Em đồng quan điểm với anh, phụ nữ là phải để được yêu thương mỗi ngày, ngày nào cũng phải như là ngày lễ hết. Sao em nói chuyện giống như người ta là chồng em tới nơi vậy sao? em tém lại bớt, em cứ vậy hoài. Trời ơi, từ từ. Công chúa làm sao nè? Anh ơi, anh hát nhạc gì vậy? Trữ tình à? Trữ tình hả? Trữ tình miền Tây. Long An. Khoan mà, khoan. Sao biết miền Tây? Nhiều khi trữ tình nhạc khác sao? Nhưng thường là những người hát nhạc trữ tình là những người con của miền Tây là nhiều. Và anh này có một cái dáng phong trần của người nông dân. Quê anh ở đâu nè? Quê mình ở Cần Thơ. Thấy chưa? Trời ơi. Thấy chưa? Em nói anh người miền Tây mà. Ellie, em có hứng thú gì với chàng trai này không? Em nghĩ là bạn này sẽ hát hay. Tại vì mặc dù là đối diện với lại bốn người phụ nữ rất là xinh đẹp, nhưng mà cái cách trả lời của bạn rất là tự tin, điềm đạm. Và chắc chắn là bạn phải có tự tin bởi một cái năng lực gì đó bên trong mình mới có thể có câu trả lời tự tin vậy. Cho đúng nên là chắc chắn bạn này sẽ nói chung hát là anh này hát rất hay. Và bây giờ ở thời điểm này chúng ta có một cái quyền, đó là quyền đánh đổi. Ellie Trần hiện nay đang sở hữu Lê Trung Cương với số điểm là 95 điểm từ khán giả bình chọn. Nếu Ellie Trần cảm thấy không an toàn, Ellie Trần có thể trả Lê Trung Cương lại cho chương trình. Và quyền thứ hai, Ellie Trần sẽ được chuyển nhượng Lê Trung Cương lại cho bốn người còn lại. 95 điểm, có nên đổi hay không? Và quyết định của Ellie Trần là... không đổi. Thật ra là với cái vòm ngực đó và cái bờ môi rồi. Bờ gì? Bờ vai. Bờ vai hay bờ môi? Bờ vai vững chãi. Thì em dám đánh cược cả cuộc đời em. Đó là ý kiến của Sam. Bây giờ Sam nói là trao cả cuộc đời đó. Ba này còn lại sao? Kính lão đất thọ. Chị trước đi chị. Chị lớn hơn em đó chị. Dạ. Trời đất, chị tưởng quá à. Nè, nói nè, tại sao Khánh Chi nói vậy? Tại Khánh Chi trẻ. Khánh Chi, cái này người ta gọi là biết gì không? Sao? Cười người hôm trước hôm sau người cười đó. Mới lật mặt nhỏ giờ bị người ta giặt mặt lại rồi đó. Nhưng mà biết sao không? Tại vì Khánh Chi trẻ mà. Không sao, thôi không thì sao. À, người ta kêu đến mình thì mình cũng có phát biểu. Sau khi cuộc đời một người con gái trong trắng trinh nguyên đã vấp ngã lần đầu. Chị vấp ngã hết nửa cuộc đời chị rồi mà lần đầu cái gì? Là lúc nãy đó, vấp ngã lần đầu mà nó chơi quá thật thà, quá thẳng thắn nhưng bị kẻ xấu nó núp lùm. Thì thôi bây giờ mình phải thể thủ chứ, mình tránh vỏ dưa mà mình đạp vỏ dừa. Mình sợ, mình chơi nửa cuộc đời thôi, tôi đặt cho bạn ấy 5.000. Wow, 5.000. Nhiều khi 5.000 nghe vậy mà có giá trị thật nha. Đúng. Em thấy bây giờ giống như là thật giả lẫn lộn vậy đó. Chúc ba đưa ra 300 đó. Thật sự là hồi nãy khi mà anh này ra, anh cười lên cái là em thấy là của em rồi. Cười đều nha, đủ cười đều nha, từ với cười đều cười. Cười nhếch mép á. Không, hồi nãy anh không nhếch mép.
anh cười tươi đàng hoàng, anh cười tươi lại lần nữa đi. Đó, đây. Cái nụ cười này thật ra là giết người. Nó có cái gì đó, nó hơi bẽn lẽn một chút xíu. Với lại cái lúc mà đi ra mà thể hiện những cái tài lẻ, có thể nói là rất là trẻ con luôn á. Nhưng mà mọi người ở đây ai cũng cười hết trơn á. Thì em nghĩ đây là một người đàn ông biết mang đến tiếng cười cho phụ nữ, là một người đàn ông Hài hước. Em nghi ngờ con số của chị Tường. Bởi vậy, 7.000 là con số của em. Bây giờ còn công chúa thôi. Tường là 5.000. Bé Sam á thì là trao cả cuộc đời con gái cho anh này. Các Tường thì nãy bị người kế bên bỏ thêm 500 năm nước cướp người này, đâm ra là các Tường có sự dè dặt. Đúng. Đâm ra các Tường để 5.000 nhưng biết đâu chúng ta bấm 9.000 như công chúa làm sao? Đúng. Đây là chiêu. Chỉ có những người bằng tuổi nhau mới hiểu được. Trời, chị này duyên quá à. Thì giờ vậy. Vậy sao công chúa? Nói chứ nói sao, nó ngắn nó gọn không phải nói. Chị số 7. Số 7 luôn phải không? 5, 6, 7. Ủa, nói quá trời mà cô có 7.000. Là lạ lắm à nghe. 7, chị 6. Chị thích chen giữa cuộc đời người khác. Ok hả? Và bây giờ sẽ là lúc các bạn suy nghĩ để đưa ra con số cuối cùng. 10 giây suy nghĩ. Bắt đầu. Một, hai, ba, sai. Tường Vi 8.000 điểm. Sam đưa ra 9.000 điểm. Công chúa mỏng manh của anh Trấn Thành 2.000 điểm. Nè, nói quá trời mà có 2.000 điểm cũng lạ lắm à nghiêng, lạ lắm à nghiêng. Chị Cách Tường 8.000 điểm. Wow. Vâng, Sam đang đưa ra một con số cao nhất. Xin chúc mừng Sam. Anh số 2 thuộc về em. Đây là ca sĩ Minh Dũng. Trời ơi, giọng rất quá là ngọt ngào. Trời ơi, ông chú. Ủa, tại sao đuổi người ta đi như vậy? Của em rồi, bây giờ là của em rồi. Từ từ, cho mấy cái người này. Trời ơi. Anh đi ra chỗ khác đi. Người ta là của nhau, mắc mớ gì? Tự nhiên vô phá người ta. Dạ, em xin lỗi mấy anh chị. Dạ. Bây giờ sao cảm giác thế nào? Dũng, bị đau mắt hả cưng? Đây là cái mốt thời trang đó. À vậy hả? Ừ. Em biết tại sao bạn đó đeo mắt kính nè. Sao nói dạ? Đi. Tại vì á, bạn đó có một cặp mắt rất là giống Bire, là mắt hí nhưng mà rất là dễ thương, giống với oppa Hàn Quốc. Trời ơi. Rất là giống Bire. Nhưng mà giọng hát bé này dày. Dày. Chịu rất à? Là nội lực. Trầm. Dày. Từ lần đầu tiên ta đi bên nhau, em đã biết tim mình đánh rơi rồi. Lẫn trái tim mà Sam lên mà đánh rơi vậy? Trái tim mà Sam mà rớt dưới đó. Ừ. Cái này là lụm rồi trả lại nha. Xong ta để đây. À, đây lụm trả lại. Yêu là phải bất chấp mọi người. Có cái tình yêu nào mà không bất chấp và không điên rồ? Ok. Quá đúng. Bây giờ sẽ là lúc quý vị khán giả đưa ra quyết định bình chọn của mình dành cho giọng ca bí ẩn số 2, đó là ca sĩ Minh Dũng. Xin mời. Bây giờ là lúc chúng tôi sẽ hỏi Sam, em có tự tin với quyết định của mình hay không, và có muốn đổi bạn Minh Dũng cho Ellie Trần không? Trong cuộc đời của em thì có khá nhiều quyết định sai lầm. Nhưng mà em chưa bao giờ ân hận về bất cứ một quyết định nào của mình hết. Câu trả lời xuất sắc. Wow. Về Ellie Trần, em có cảm thấy an toàn với lựa chọn ban đầu của mình không? Thực sự ra em là một người phụ nữ khá là quyết đoán và chung thủy. Dù là ngày mai có ra sao, có thể là bạn không thắng, có thể là chúng em ra về tay trắng, nhưng mà em sẽ giữ cương cho tới lúc cuối cùng.
chị ủng hộ em đúng không? Và bây giờ nếu không ai có sự thay đổi gì cả thì Trung Cương và Vinh Dũng sẽ phải thi đấu tay đôi với nhau. Mời Lê Trung Cương. Chúng ta hãy chờ xem điểm số của khán giả dành cho Minh Dũng. Vâng, thưa quý vị, như vậy là ở vòng đấu đầu tiên, chúc mừng Lê Trung Cương. Rất đáng tiếc, mặc dù là Sam đã lựa chọn được một anh chàng có giọng ca rất là hay. Rất tốt. Thật sự là với Thành là rất là hay luôn á. Cảm ơn Dũng đã đến với chương trình. Và hy vọng Dũng sẽ có được thật nhiều cái tình yêu thương của khán giả dành cho bạn trong sự nghiệp ca hát của mình nha. Xin cảm ơn bà đã đến với giọng ca bí ẩn. Xin chào tạm biệt Minh Dũng. Vâng, thưa quý vị, trước khi đến với giọng ca bí ẩn thứ ba, chúng ta sẽ nghỉ lao trong giây lát, chúng ta sẽ quay trở lại ngay.